Và đặc biệt là có một cái chảo tteokbokki siêu mờ lem. Nhiều nước dã man. Thế giới banchan ở Hàn Quốc. Vậy là sau 3 tiếng bay với lại thêm 1 tiếng nhập cảnh nữa thì chúng mình đã có mặt tại sân bay Incheon. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời lúc này là khoảng 0 độ C mọi người ạ. Dã man nhưng mà mỗi tội không có tuyết. Mình đã mong chờ là tới phát là tuyết rơi ào. Tại vì ở Việt Nam mà có giờ nhìn thấy tuyết đâu. Hàn Quốc thì sẽ chênh với Việt Nam 2 tiếng nên bây giờ Việt Nam là 4 giờ 37. Thì bây giờ ở Hàn Quốc sẽ là khoảng 6 giờ 37, 7 giờ kém rồi. Vì bây giờ mình đang trông rất là giống một bà già đau khổ giữa sân bay Incheon nên là mình sẽ đi vệ sinh cá nhân và make up tút tát lại một chút để chúng mình đi chơi luôn. Tại vì căn bản là cái homestay, không, cái căn Airbnb đấy nó check in vào lúc 4 giờ chiều lận. Mà bây giờ mới có khoảng 6-7 giờ sáng thôi. A few moments later. Make up xong rồi. Đây là chả cá trong cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc. Thứ đầu tiên mình ăn khi tới Hàn Quốc. Thơm. Nó hơi mặn. Kimbap nè, chả cá nè. Đây là cơm cuộn với lại ham với lại kim chi. Sữa chuối nhưng mà không lấy thêm ống mút anh em ơi. Thấy bảo là ngon hơn là cái sữa chuối đóng hộp ở Việt Nam mình. Ngon. Cảm giác nó ngậy hơn. Nó thanh hơn. Đậm vị chuối. 10 điểm. Bây giờ để di chuyển về trung tâm thành phố thì chúng mình sẽ cần phải mua một cái thẻ, gọi là cái thẻ đi tàu nhanh. Sẽ đi mất khoảng 50 phút cho tới 1 tiếng để về được tới trung tâm. Xong rồi bọn mình sẽ gửi cái hành lý ở đấy và đi chơi xong. Có một sự thật mọi người đều nói khi đi du lịch Hàn Quốc đấy là đừng bao giờ đổ tất cả tiền won ra tiền Việt. Đường phố Seoul siêu vắng, có lẽ là bởi vì vẫn còn ở trong Tết. Mọi người nghỉ hết rồi. Dạ man, tụi mình vừa cất đồ về phòng rồi mà mọi người nhìn kìa. Nhìn cái con dốc ở đằng sau không? Eo ơi, cầm hai cái vali, kéo được lên đây không khác gì kiểu đẩy xe bò buổi sáng luôn ạ. Tất cả những gì ăn ở sân bay giờ là đã tiêu hóa hết. Là chúng mình phải đi ăn tiếp. Đói dã man. Đa số nó là cái vị tương ớt Hàn Quốc ấy. Ăn sò cũng được. Không hôi nhưng mà cũng không ngọt. Chanh ngâm biển nó nhạt mọi người ạ. Canh dồi. Tai lợn, nhà tai lợn. Canh kim chi vẫn là chân ái. Kiểu độ cay nó vừa đủ ấy. Đây là thịt bò tái. Người tạp, người tạp. Ừ, phải ăn hơn ít người tạp.
Vừa ăn cái kim bắp kia rồi. Bởi vì bây giờ vẫn còn là Tết nên là các hàng quán nó đều đóng cửa ấy, tìm mãi mới có cái khu food court này ở trong Lotte Mall. Đồ ăn cũng ngon. Canh kim chi là ngon nhất. Còn cái canh sườn bò hơi hôi. Sườn lợn. Canh dồi lợn hôi. Thế giới Pan Chan ở Hàn Quốc thật là đỉnh cao. Ôi chả cái ông gà to chưa. Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ là 4 giờ chiều và chúng mình đã được check in rồi. Ui mẹ ơi, lang thang hết từ siêu thị xong rồi ga, nhà ga kia các thứ. Thì cái căn Airbnb này chúng mình book gần Seoul Station với giá là bao nhiêu quên mất tiêu rồi. Chắc là sẽ note tag này chẳng hạn ở đây. Không phải nhá. Thôi giờ mình sẽ cho mọi người tham quan xem với cái mức giá đấy thì căn hộ của chúng mình sẽ có gì. Đây là ở cửa vào. Cái diện tích phòng thì cũng không quá lớn đâu. Bên kia có một cái bếp, không có bàn ăn. Chỗ này là nhà vệ sinh. Căn này thì có 2 phòng ngủ. Một phòng thì sẽ có 2 giường, 4 người. Bên này thì có 2 giường, kiểu giường tầng ấy, một tầng ở dưới đất và một giường ở trên tầng. Ôi líu. Khá là ấm cúng. Bên này thì bếp có cốc này. Rồi thì nước rửa chén, bát, đũa đầy đủ cả. Bếp, rác, các thứ luôn. Ở đây, nãy mình bảo với mọi người là mình đã lang thang ngoài siêu thị đúng không? Thì đây là những thứ chúng mình đã mua được. Hộp cherry này là rẻ nhất. Cherry, à không, dâu tây mới là rẻ nhất. 150 một hộp này chị Loan nhở? Cái ánh đèn của phòng này nó hơi nháy tí, mọi người thông cảm. Đây, nói lại, cái hộp dâu tây này chúng mình đã mua được với giá siêu rẻ, 145.000 cho một hộp này. Nó thơm mà quả nào quả đấy nó mọng, không có quả nào bị dập cả. 10 điểm luôn. Chắc là tối là mình sẽ múc bang cái dâu này trên clip cho mọi người xem nhé. Thơm. Điếc hết cả môi. Ngon. Hơi chua run rốt tí. Hơi để cuối đấy chua thế. Miếng đầu ngọt lắm mà. Sang quả thứ hai đi. Quá đã. Nhiều nước dã man. Mọng thực sự. Nhưng mà đừng ăn về cái phần dưới này quá. Ăn phần trên thì nó ngọt. Ăn tới cái phần đuôi cuống này nó chua. Đúng là qua Hàn Quốc chỉ để ăn dâu. Thực sự luôn. Cái hộp này 145.000. Nếu mà ở dưới ở Việt Nam ấy thì chắc là phải nhiều tiền hơn. Còn đây là một hộp cherry. Hấp dẫn. Mình không thích cái độ ngọt này lắm. Cảm giác là ăn nó không mọng bằng. Hôm trước Tết nhà mình cũng mua 2 hộp cherry về ăn. Mà ăn nó mọng hơn cơ. Dâu thì ngon, cherry thì không ngon bằng nha. Ăn sạp chợ Myeongdong. Myeongdong là một khu chợ nổi tiếng vô cùng sầm uất với ẩm thực đường phố đa dạng, phong phú. Có rất nhiều các món ăn ngon và hấp dẫn. Ôi, nó tới mức mà mình phải chia thành riêng một tập là các bác biết thế nào rồi đó. Ngoài ra, hàng loạt các thương hiệu mỹ phẩm cũng có mặt tại đây mà nhà tôi chỉ thích ăn thôi à. Ok, vậy là đã kết thúc ngày đầu tiên. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ đã là ngày thứ 2 trong chuyến đi Seoul rồi. Tối qua thì nhà mình có đi chợ Myeongdong. Tuy nhiên là chúng mình sẽ để riêng cái đấy vào một clip. Mọi người có thể đón xem cái clip đấy ở trên kênh của mình.
Hiện tại thì chúng mình đang ở khu Gangnam, đằng sau là biểu tượng kiểu Oppa Gangnam Style. Hôm nay thì ở Hải Phòng, chỗ mình ở là 13 độ, nhưng mà ở Hàn Quốc bây giờ đang là âm 13 độ. Cũng là 13 nhưng mà thêm dấu trừ vào. Đấy, sắp đứng không vững ở trước gió rồi đấy. Sáng nay thì chúng mình ngủ đến 10-11 giờ nên là bây giờ mới đi tham quan khu Gangnam đây. Get go! Mình đã chốt đơn được cái áo này. Giá 99 ngàn won. Ý hí hí, đã sale. Cũng ổn áp, ở bên ngoài trông nó xinh hơn mọi người ạ. Đây là ông KFC, phải không? Ông sáng tạo ở thương hiệu KFC, right? Không ta? Ê, mình phát hiện ra ở trong trung tâm thương mại Hàn có rất nhiều thứ hay ho, nhiều quần áo đẹp nữa. À, bây giờ đói quá, đang tìm chỗ food court để ăn trước. Phát hiện ra một quán ăn Sài Gòn, Việt Nam, Vietnamese. Một bát phở giá 15.000 luôn. Thế nên là thôi, đi sang Hàn chúng mình không nên ăn đồ Việt đâu. Sau một hồi kén chọn đắn đo thì chúng mình quyết định vào một hàng đồ Hàn để ăn gà với lại kimbap. Tôi bảo là đi vào một hàng đồ Hàn để ăn kimbap không? Nhưng rất tiếc, nó mở cửa lúc 5 giờ chiều. Bởi vậy nên chúng mình đã vào một hàng khác bán thịt nướng, trông cũng hấp dẫn không kém. Đây có gì, lẩu thịt bò này, mì lạnh à, hay sao? Thực sự luôn, lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái điện thoại để dịch. Thịt bò nướng, đây là nướng. Thịt bò nướng à? Trong bên cạnh thì có gì? Oh, canh kim chi. My favorite. Ở đây chúng mình đã gọi một phần lẩu này. Và rất nhiều ban chan người ta mang ra. Cái này là cái gì đây? Trông giống trứng. Cá khô, kim chi, rau cải và củ cải à? Đúng là thiên đường ban chan luôn. Hàn Quốc 10 điểm. Canh kim chi kèm theo một phần cơm. Đây là bibimbap. Canh ăn cùng là canh gì? Cái cơm đấy được trộn với cái thịt này, sau đấy thì mình ăn canh ngoài. Đấy, thế tức nghĩa là cơm này mình sẽ ụp vào đây đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là nó sẽ tận dụng cái sức nóng, với lại là ở bên này ăn bò sống. Đây là canh kim chi sườn bò. Nguyên một cái tảng sườn bò này. Đây là cơm bibimbap có thịt bò, nhưng mà là thịt bò sống. Thì mình rất tò mò cái món thịt bò sống này nên là mình sẽ ăn nó đầu tiên. Bò ăn cũng mềm, ngọt. Đậm cái mùi của dầu mè mọi người ạ. Nhìn chung là thịt bò sống cũng dễ ăn. Chín hết rồi ạ? Ừ, chín hết rồi ạ. Ba sườn bò. Ba sườn bò. Ăn cho nóng. Để cho lấy cái ba lửa bát cơm, xong rồi cho kim chi vào đấy. Để ba đảo. Ôi cái vị chua chua cay cay nó thấm vào cái phần xương thịt bò này. Chín hết rồi, chỉ lấy là chín đâu. Bánh gạo. Có bánh gạo đúng không? Đúng rồi. Dẻo nha. Dẻo, anh em gái. Ngon.
Cái này để bò nhưng lấy là ăn giống lợn ấy. Cái này lợn kìa. Lợn đấy chứ đúng không? Lợn ấy. Đấy nước à? Bắt đầu đọc menu không kỹ mình lại tưởng đây là canh xương bò. Nhưng mà nó là lợn mọi người ạ. Nó đậm đà ngọt nước. Nó là ngon. Nãy giờ ăn chưa thấy kê gì quá. Kê rất nhiều bánh gạo luôn. Bỏng lưỡi mất. Bây giờ đem phải ra xuống bát to. Để em miếng đi. Bát to xong rồi còn sâu lòng đấy. Ăn xìa đi, lấy xìa ăn ra chứ. Cái canh này rất là ngọt đấy. Rất ngọt đấy, kiểu ngọt, ngọt rất chịu. Rất là nhiều lấm này. Ngọt nhưng mà không phải kiểu là ngọt cho đường ấy. Tổng cái bữa này ngày hôm nay nhà mình ăn là hết 73.500 won. Riêng cái nồi này hai phần là 42.000 won. Cơm bibimbap có thịt bò là 16.000 và canh kim chi là 14.000. Nhưng mà ăn ngon. Thấy ok. Sạch bán chùi. Bỏ lại mỗi kim chi kia vì chua với cay quá. Hết sạch xanh xanh luôn. Đã man. Đây, tên của cái quán tụi mình vừa ăn là Sari Won Grill Beef. Đây nha. Cái cửa hàng này xinh quá, tên là Butter. Đây là một cửa hàng siêu xinh, toàn kiểu thú nhồi bông các thứ ấy. Tên là Butter. Trái tim nè. Đây là bom tắm à? Mỗi tội ở nhà mình không có bể tắm. Đồ ngủ kìa. Đồ ngủ bên này có vẻ xinh hơn ấy, trông nền nã hơn. Bên kia trông hơi trẻ con xíu. Ôi mẹ ơi, thiên đường của tôi. Thích nhịp bát đĩa. Ôi thực sự luôn ấy, mình thích mấy cái bát đĩa xinh xinh cute này ấy. Nhưng không thể vác cái này về Việt Nam được, trời ạ. Đam mê quá, đam mê thực sự. Đây là một cái nhà sách siêu to khổng lồ giữa trung tâm thương mại. To cực. Đây là một cái hiệu sách trông vô cùng hoành tráng, có đủ các thể loại sách. Nhiều sách ở xong rồi mình tò mò thắc mắc là những cái sách mà ở trên cao tít ở trên kia thì lấy kiểu gì ta? Đây người ta trang trí hết tất cả nội thất các thứ đều bằng sách luôn, dùng chính những cái cuốn sách này để trang trí đề co cho cái thư viện. Chúng mình đang có mặt tại Baskin Robin. Cửa hàng này có hẳn 100 vị kem lận. Vừa nãy mày mò một lúc mới order được 2 vị kem ấy. Hơi túc tắc một tí nhưng mà cuối cùng order được rồi. Chưa đến phần của tụi mình.
Bọn mình gọi kem hai vị, một phần là kem matcha và một phần là kem hình như là maca, macadamia gì đấy. Yeah, thank you. Hello. Bọn mình mua hai vị, ở trên là maca, ở dưới là matcha. Bên trong có hạt mắc can bùi bùi, ngọt, ngậy, béo. Nó hơi ngọt một xíu so với khẩu vị của mình. Lời lạnh này ăn kem là bét đấy. Kiểu nó sẽ lâu chảy hơn bình thường ấy. Sau khi về nhà cấp cứu hồi sức các kiểu con đà điểu thì tới tối chúng tôi lại vượt gió, vượt rét, vượt hai con dốc huyền thoại trong cái lạnh âm 18 độ để tìm tới chợ Đông Daemun. Nhưng mà có ai ngờ đâu, bất hạnh thay nay mới có mùng 2 nó vẫn đóng cửa. Và bây giờ thì tôi đang có mặt tại một quán trong cái chợ đối diện của nó là chợ Quang Trang. Ở đây thì người ta bán mì này, mandu, kimbap, chả cá nóng hôi hổi và đặc biệt là có một cái chảo tteokbokki siêu mờ lem muốn xỉu lên xỉu xuống. À, có thêm một điều bất ổn nữa, đấy là cái mic nó bị hỏng rồi. Về nhà tôi xem thì mới thấy là chả có tiếng nào hết. Thôi không sao, chén thử miếng nè. Chả cá nó hơi nhạt mọi người ơi. Chân gà xào với bì lạn cay thì lại bị lạnh. Có lẽ là do thời tiết, người ta cũng không đảo lạnh nên không tránh được. Nhưng mà món này ăn ấm nóng tí thì sẽ ok hơn. Kim bắp thì cũng y chang à. Tốc ở đây nặng to dữ dằn, màu sắc bắt mắt, vị sốt thiên cay nhiều. Còn gọi ra cái đĩa thịt heo rồi lợn thì nó lại còn có miếng chưa cạo sạch lông cơ. Nhìn chung thì quán này ban ngày nó đông lắm, nhưng mà có lẽ người ta sẽ chế biến phù hợp với khẩu vị của dân địa phương hơn nên là mình chưa quen. Ok, chốt lại buổi tối bất ổn tại đây nhá. Còn tí nữa về có gì hay ho mình sẽ quay cho mọi người coi. Đây, mình bảo buổi tối trên đường về nếu mà còn cái gì hay ho nữa mình sẽ quay cho mọi người. Thì đây là hai hộp gà chúng mình đã tậu được ở Lotte Mart. Do nhà mình cũng gần Lotte Mart ấy. Đang sale 40% nè. Đây là hai hộp duy nhất còn lại ở chỗ cái khay đấy. Hấp dẫn chưa? Đây là gà sốt cay tỏi hay sao ấy? Tôi đoán vậy, toàn tiếng Hàn thôi. Múc bang gà đêm khuya. Này mà có thêm vại bia nữa thì yo. Mơ không có. Ăn tạm, ăn tạm. Kể ra mà mua cái lúc mà người ta vừa mới làm ấy thì sẽ ok hơn. Vỏ nó sẽ giòn hơn. Còn đây là nhà mình không có mấy cái kiểu dạng lò nướng. Chỗ Airbnb chỉ có mỗi lò vi sóng thôi. Phải quay lại nên là cái vỏ nó cũng nhũ nhũ rồi. Nhưng mà về hương vị thì ok. Là mặn mặn ngọt ngọt. Không, bên trong không bị khô. Gà bên Hàn đúng là chân ái. Ở đây người ta còn rắc thêm đậu phộng. Ngoài ra chúng mình còn mua được một hộp hồng. Hồng sấy, hồng treo gió gì đấy, Hàn Quốc. Bên trong có mật tứa ra này. Vỏ bên ngoài dai dai, bên trong ngọt, đượm, đẫm.
cái bên trong ăn ra như tan trong miệng ấy. Mặc dù bên ngoài rất là dai nhá. Vậy là ngày thứ hai của chúng mình đã kết thúc rồi bằng một bữa mukbang siêu chất lượng. Thế là bây giờ sẽ đi nghỉ ngơi và sáng mai đi chợ Quang Trai nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào sáng mai.